Dạ, rồi xin mời những người kế tiếp. Con là người bên bên Phật bên đời ạ. Bên Phật, bên đạo, bên đời. Bởi vì chị nói tóm lại là chị bên gì? À, bên lương ạ. Chị bốn bên, bên Phật, bên đạo, bên đời, bên lương. Rồi, chị tên là gì? Tên con là Nguyễn Thị Diện ạ, 70 tuổi ạ. Con ở Phú Thọ, miền Bắc. Con vào để con bay, con bay trên trời này, con vào con làm chứng cho cha, cho Chúa và cộng đồng và cho cha. Thì con có hai ơn. Thứ nhất là con cuối năm con bị tai nạn, thì cái xe ô tô nó đâm vào đằng sau xe con, bẹp giúp là biển số, xong rồi là con ngã mình trước. Khi ngã xuống là con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ đã cứu con. Thế là dân đến cứu con, đưa con đi bệnh viện. Thế là con không bệnh gì. Thế là con cảm ơn Chúa. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là con đau hai bả vai mà đêm con nằm con chỉ khóc thôi. Thế là các con đi đưa đi cấp cứu ngay lúc 3 giờ đêm về Hà Nội. Về Hà Nội thì thuốc cũng chả chữa được, mà đi ông thầy Lang cũng chả chữa được. Khi con nghe tin là cha và Chúa chữa bệnh được thì con có gửi thư ông thông gia vào trong này là xin cha khấn chữa bệnh cho con. Thì cha đã khấn và chữa bệnh cho con, và con sẽ mượn được cái đài con ôm suốt ngày suốt đêm. Con ôm cha, ôm Chúa, ôm mẹ, ôm vào lòng. Thế là lúc nào mà cha hết hơi thì con mới nghỉ đấy. Bà ôm tôi cho đến khi tôi hết hơi bà mới thả ra. Thế thì con hiện nay con đã khỏi thì con lên làm chứng cho Chúa và làm chứng cho mẹ, và cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cha đã chữa bệnh cho con khỏi. Thì còn một điều nữa, tức là hôm nay là con dâu con thì là đạo gốc, con trai con tức là đạo theo, các cháu lấy nhau nhưng mà hiếm muộn, chứ có con thì cháu đưa con sang đây để chữa bệnh, mà con cũng đưa con đến đây để xin hiếm muộn cho con. Thì con có mặt ở đây thì cha cầu nguyện cho Chúa, tức là cho dù trai dù gái cho con xin một tí để cho vui được với nhà. Dù trai dù gái cho con xin một tí. Tôi có rồi mà cho. Nếu mà không có ấy là con cứ ở đây con ăn ngoại cha cũng không về nữa đấy. Bạn Chúa chứ, bạn bạn tôi là cái đi tận thế tôi cũng chẳng có được. Dù gái dù trai cho con một tí. Tôi có to. Và ăn vạ Chúa thì ăn vạ tôi nhé. Rồi ăn vạ Chúa, nói lại. Con ăn vạ Chúa. Rồi bà ôm Chúa. Vâng, ôm vạ Chúa, ôm mẹ. Đừng ôm tôi. Ôi trời, đi cha giảm con chả ôm, con ôm mai à. Đây cho bà cái để bà ôm đây. Ý bà nói là bà ôm cái máy dạng lòng Chúa thương xót. Bà ấy nói bắn gọn quá. Bà ấy nói là bà ôm tôi, không phải là ôm cái máy tôi dạng ở trong này, mà là dạng lời của Chúa. Đây tôi gửi tặng cho bà nha. Cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Tặng cho bà cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để ngày mai ngày thứ ba 13 bà đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ Fatima. Bà còn một cái ơn mà bà đang khao khát là con trai của bà là đạo theo, con dâu bà là đạo gốc, hai người hiếm muộn chưa có được đứa con. Và bà nghe là trong người làm chứng rất nhiều người đã được ơn là có khi 15-20 năm vẫn còn có được đứa con. Cho nên bà khao khát là dù gái dù trai cứ một tí là được rồi.
Đây gửi tặng cho bà cây quạt nhé. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi bé đây con. Con đi đây. Đứng lại đi trên này.